Đi cắn, bây đang cắn cái kia để cho bút ra cái rúng á mẹ. À à à. Rồi, rồi. Mà cắn nó đúng nè, mà cắn nó đúng đang giờ thấy không? Ủa mẹ ơi, sao nó cắn vô trúng rồi không mẹ? Từ từ. Rồi. Rút chưa? Rút không? Đâu? Đỡ đó, cho nó liếm. Cho nó liếm ra khô con lăng mà. Cái chú chê, cô về đây chứ. Chưa ngầu rồi, nó ngầu nó liếm đít bẻ. Giờ phải tối nó liếm con bẻ. Cái mẹ mày gì đó. Liếm. Cái mày liếm được ướt con đỡ cô. Để con cháu nó liếm mà ha. Con cháu nó liếm mà đừng có chui. Con liếm con không chuyện à. Nó thì bố chụp cái thương đó trời ơi. Không coi được, nó đang kiếp cái áo lại rồi. Cái trà nó bút vú không? Mẹ chưa có liếm, mẹ liếm này cho nó liếm đi. Ý lè á, kêu đĩ lên. Yêu yêu, áo với đĩ nó thở không được kìa. Không xin. Và nó nằm nó biết cái phòng không thở được cái không. Ủa, bỏ lên kia luôn em. Mấy đứa mày ôm cái hầu tay nó, thẻ đó, thẻ ra chứ, thẻ ra cho nó biết. Thẻ ra cho nó biết. Chứ được. Chứ được. Thì có này mà đổi đĩa thì thiệt hả chứ. Còn nó cỏ nó đổi nó biết đổ cái kho lăng nó kho à. Còn con nèo xem mà còn lắc quắn thì trời. Biết mà. Ngủ cái đầu nó lên đi mà. Ô, tôi hồi hộp với mẹ à. Cùng quen cái ông cái con y tế nó kêu quá. À, nhớ đĩa xong á, xong rồi nó liếm xong á là cho đưa cái tối cái vú để cho nó nút ức trắng. Nó kêu ta mẹ, sao nó không kêu mẹ? Sao nó không kêu? Mẹ hình như nó chui đĩa hết mẹ à. Có khi là siêu âm sốt không chồng. Mẹ sao cái chỗ cái rúng của nó cắn ra nó còn mày nhè mày nhẹn cái đó vậy mẹ? Từ từ nó khô chứ mà. Nó cắn tiếp kìa. Nó tiêu tiêu nó khô chứ. Đĩa nữa rồi. Đừng muốn đĩa nữa mẹ à. Đó. Mình xem còn con mấy. Bề kia chứ. Lên kêu ứ ứ ứ ta. Hoài. Làm gì mà không bị máu quá trời, không tức mẹ lên cho con rồi. Ê, nó điện con rồi em. Mình hình như con
con kia bị hư cái xe á, nó phọt một đống máu vậy nè. Rê, mấy cái này chùi rê hết rồi chứ. Sao ngủ mẹ đâu lo. Bên nhỏ cái lăn về lăn lại nhất là mẹ à. Cho nó thấy là đâu, nó chưa thấy mắt mày dài bữa nó mở mắt hết chứ. Ờ thì đó phải lăn tại cái trường nãy giờ. Để cái xe nước thì tròn, để còn đau bụng mẹ, để còn đĩ nữa. Để con ở đây rồi. Bè đi bị sèn chắc phải dặm côn bé quê. Ba bắt cái con bả vô nằm bên nhà nằm. Bỏ về 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 về. Tìm mẹ đó mà. Bỏ hả? Mang cái bàn tay vô. Bàn tay chưa kịp mua kêu bà Quan đi mua, bà Quan đi cho vừa chưa vừa tưởng tống đĩ. Trời ơi, mất bắt một con đi để lật đầu có chạy theo kìa. Tưởng mất con mẹ. Mới bóc được con bỏ vô đây, nó lập đập nó chạy thiêu vô cái nằm luôn nè. Cho nó bú. Cái này chặt quế nó nằm có được. Con quỷ cho cha con mày nằm với cha mày nằm đâu vô đá. Ý là bắt bà con bỏ vô trong cái ô này nè. Mày bẻ bự quế mày cũng nhảy vô cái ô mày nằm. Định tinh thần mẹ rồi. Mẹ coi dây đúng con áo của con này mẹ. Không nó khô tay rồi sao? Mẹ, thấy không? Ồ đúng rồi, con gái con trai. Trai. Con trai. Khoảng trai không? Trai. Trai đâu? Ở trên gần như đúng á, co tỉ rồi. Con trai.
ốm gừa. Nó một con nó cho tao, nó một con mà con hay lắm lắm. Để nè, bẩn đi, bữa đi. Cái xe cái miệng đi nó không có thẳng á. Chân trắng nè. Ok chưa? Có chân trắng luôn kìa. Gì? Ồ, tỉnh rồi chứ. Không ạ, bà tỉnh rồi đó. Bà tỉnh rồi á, à, cái mặt bà tỉnh kêu rồi á. À. Để con đứa chờ. Xin cơm không? Hỏi xin cơm không? Ai hỏi mẹ? Mình cho nó uống nước, xin nước. Muốn. Giỏi, xin giỏi. Chú mà chè chùi mó đĩa đem của cái sấy của bể nè. Mó đĩa đem cái sấy đi xong trên sông lưng của bể nó dài thùng lòn luôn á. Ờ, à, cái con á. Xin nước nè. Xin mẹ nó có cho nó uống nước, bác sĩ nó dặn vậy mà. Cho uống nước muối để cho nó sát trùng á. À, bác sĩ dặn cho nó uống nước muối để nó sát trùng gì đó. Nó uống không? Để nó uống chút xíu được đó. Thích nó uống nữa mà không sao. Ông đừng cho con bú đi. Xin nằm đây nha con bú kìa. Bè lầm này à, cũng liếm đâu. Trời ơi đó. Không cho con bú là sao? Xin nằm. Trời ơi trời ơi nó dặn. Thì xin nằm. Yên. Yên. Thì. Nó nói nè. Thì. Nó nói đi. Yên bên đây ấy. Mẹ bú vú, mẹ mày mò, mẹ không thấy mày mò, mẹ mò mày bú đít. Không được con bú mà nó lại cứ lắc cái đau đầu luôn á. Xong rồi, không đĩa nữa đâu, tỉnh rồi. Giờ nằm liếm con không à. Nó to khỉ á. Ủa mẹ sao nó không kêu mẹ? Có. Sao nó không kêu? Nó không kêu. Đứa con á. Ở không có mẹ nó không kêu, bây giờ không có mẹ nó không kêu lận. Có một con ít chưa, nhiều con cũng đỡ hả? Cái mẹ nó tối nó muốn mà mẹ cứ bỏ mới đi gì quỷ á. Bỏ tới muốn mà bỏ đi à. Coi coi mấy đùa tới này. Mua sẵn chọc trứng luôn đầu. Để con ít vui sợ luôn á. Giờ trong đẻ nó đỡ vui không? Xin nằm coi, xin nằm. Giỏi. Xin nằm cho con bú nữa chưa? Con ép gì? Giỏi. Em bắt nha. Xin giỏi, xin giỏi. Không có chịu, con đỡ đây đi. Thank you.